biên tập viên Bảo Ngọc, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin. Cánh tay nối dài của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Chủ nhật này, ngày 3 tháng 12 năm 2023, Hội Liên hiệp người Việt tại Đức sẽ được thành lập. Hiệp hội này muốn trở thành tổ chức đầu não cho tất cả các hội đoàn của người Việt trên khắp nước Đức và cố gắng trở thành một tổ chức công ích, phi lợi nhuận. Theo điều lệ, Hội Liên hiệp người Việt tại Đức có mục đích đại diện chính thức cho cộng đồng người Việt ở Đức là người phát ngôn chính thức trước chính quyền Đức cũng như truyền thông Đức. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, người ta có ấn tượng rằng hiệp hội này là một cánh tay nối dài của đại sứ quán Việt Nam tại Đức, với mục đích chính trị là tranh thủ cộng đồng người Việt cho nhà nước Việt Nam. Nhật báo Đức TAZ, một hiệp hội sắp được thành lập với ý đồ đại diện cho cộng đồng người Việt tại Đức và đã bị chỉ trích về ý đồ này, sự thật ít nhất là đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ với mức độ rất lớn trong việc thành lập hiệp hội này. Theo tin mà thời báo.de có được, ban trù bị cho hiệp hội được ra đời tại đại sứ quán Việt Nam ở Berlin hồi mùa hè năm ngoái 2022 và những người được mời đều là những người thân cận với nhà nước Việt Nam. Chủ trì cuộc họp chính là đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh. Chủ tịch ban trù bị là ông Nguyễn Văn Hiền, chủ chợ Đồng Xuân Berlin, chợ châu Á lớn nhất nước Đức. Ông là người thường xuất hiện trên truyền thông nhà nước Việt Nam và từng được nhà nước Việt Nam, chính xác là Bộ Công an vinh danh năm 2015 vì những đóng góp cho an ninh Việt Nam. Tuy nhiên, việc thành lập hiệp hội đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người Việt. Theo truyền thông Việt ngữ, một số thành viên đã ra khỏi ban trù bị. Tất nhiên, ban trù bị làm công việc vận động các hội đoàn, thành viên của hai hội đoàn mà họ không muốn nêu tên, nói với tờ TAZ, chúng tôi phải tham gia, tất cả các hội đoàn khác cũng tham gia và đại sứ quán Việt Nam muốn chúng tôi tham gia tại sao chúng tôi không nên làm điều đó? Đại sứ Vũ Quang Minh, mé trái, và ông Nguyễn Văn Hiền, mé phải chủ chợ Đồng Xuân Berlin, và những nhân vật người Việt trong ban trù bị hội liên hiệp người Việt tại Đức, người bày tỏ công khai sự chỉ trích là bác sĩ Hoàng Mỹ Lâm, thuộc Liên hội người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức, những thuyền nhân tị nạn Việt sau năm 1975. Bà nói với tờ TAZ, nếu hiệp hội mới tự nhận là đại diện chính thức của toàn bộ cộng đồng người Việt ở Đức, thì đó là đánh lừa công chúng là nạn nhân của chế độ chuyên chế cộng sản, chúng tôi coi trọng các giá trị của tự do cũng như sự đa dạng và sẽ không cho phép mình bị đặt dưới một tổ chức thống nhất do đại sứ quán Việt Nam dựng lên. Một nữ quản trị xí nghiệp sinh sống ở Đức 14 năm cũng chỉ trích hội liên hiệp người Việt tại Đức. Đại sứ quán Việt Nam luôn khởi xướng thành lập các hiệp hội để kiểm soát người Việt ở Đức và nó cũng xảy ra ở các nước châu Âu khác. Họ không thể tạo ra một nước Việt Nam nhỏ trong lòng nước Đức Bà không muốn đưa tên mình lên trên báo vì lo ngại cho người thân còn ở Việt Nam. Đại tá Nguyễn Tuấn Minh đọc kết quả phiếu bầu Hội Liên Hiệp Người Việt tại Đức. Ông Lát Lơ Chơn, chuyên gia về luật hội đoàn tại Đại học Osnabrück, Đức, cho rằng liệu hiệp hội mới có thể hoạt động công ích, phi lợi nhuận hay không nếu nó không cho những người chỉ trích chính phủ Việt Nam làm thành viên và liệu nó có hoạt động chính trị hay không. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, luật lệ không nói rõ ràng, chính xác về việc này, về chỉ trích đối với hiệp hội mới. Ban Trù bị thành lập hiệp hội không muốn bình luận với tờ TAZ, họ từ chối trả lời các câu hỏi qua điện thoại và cũng không trả lời những câu hỏi được gửi tới bằng văn bản. Ở một số nước EU khác như Cộng hòa Séc và Slovakia cũng đã thành lập các liên hiệp hội người Việt. Tại Đức, một hiệp hội như thế đã từng được thành lập hồi năm 2011 nhưng sau đó đến năm 2018 nó đã bị giải thể do tranh chấp nội bộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin Cánh tay nối dài của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Nghi vấn có ô dù rất lớn bao che cho Trương Mỹ Lan suốt 30 năm, ngày 25 tháng 11, VOA Tiếng Việt có bài bình luận vụ án Trương Mỹ Lan và nghi vấn ô dù rất lớn, VOA cho hay, cán bộ nhà nước cấp cao nhất bị truy tố trong vụ vạn thịnh phát là bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, thuộc Ngân hàng Nhà nước. Cấp trên của bà Nhàn là ông Hoàng Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, cũng nằm trong 86 người bị truy tố đợt đầu, VOA dẫn lời blogger Ba Sàm. Ông Nguyễn Hữu Vinh, từ Hà Nội, nhận định rằng, có cán bộ ở cấp cao hơn chống lưng cho bà Lan làm bậy, ông Vinh cho rằng, bà Nhàn hay ông Hưng chỉ là tép riêu vì qua mấy chục năm bà Lan có nhiều hoạt động làm ăn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta thừa thấy là có ô dù bảo kê thì bà mới tự tung tự tác như thế, toàn bộ hoạt động chiếm đoạt số tiền khủng khiếp thế này và được bỏ qua, thì dù cho những người thanh tra có lợi dụng chức vụ quyền hạn gì đi nữa, cũng không thể nào qua mặt được. Cấp trên của họ ở ngân hàng nhà nước. Ông Vinh nói, ông Vinh đưa ra dẫn chứng, bà Lan đã bị ông Dương Chí Dũng khai ra cách nay gần 10 năm, về mối quan hệ của bà với Thứ trưởng và Bộ trưởng Công an khi đó là Phạm Quý Ngọ và Trần Đại Quang. Điều đó cho thấy thân thế bà ấy khủng khiếp đến thế nào, tại sao từng đấy năm trời, nhiều người tham gia như thế, vi phạm như thế, mà đến năm ngoái mới khởi tố, mới bắt bà Lan. Ông Vinh đặt vấn đề, theo ông Vinh, các cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước chỉ giúp bà Lan giải quyết một phần thôi, đó là bao che những vi phạm về nợ xấu. Những vi phạm về việc cho vay vốn. Ngoài ra, còn những sai phạm khác của bà Lan cũng cần có người bao che, ông Vinh cũng cho rằng, hiện giờ người dân đặt nghi vấn rất nhiều về vụ bà Lan, cho nên nếu các nhà điều tra không đi đến tận cùng vấn đề, thì không thể nào giải đáp hết thắc mắc của người dân, và người ta cứ hỏi trùng cuối là ai. Phải làm triệt để, làm đến cùng, tất cả những thế lực nào đã bảo kê cho bà Lan trong vòng 30 năm qua, để bà ấy có thể làm mưa làm gió ở thành phố Hồ Chí Minh, ông kêu gọi, tuy nhiên. Ông Vinh nhận xét, phải nói cho công bằng thì việc đưa ra khởi tố các đối tượng chỉ sau một năm, thì đấy là một thành quả đáng ghi nhận. VOA dẫn ý kiến của luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, đồng quan điểm với ông Nguyễn Hữu Vinh, rằng bà Trương Mỹ Lan chắc chắn có người chống lưng, trong một xã hội mà một con kiến bò qua cũng có thể biết, thì việc rút ruột số tiền cả triệu tỷ trong thời gian dài, không thể không biết được, luật sư Thuận lập luận, theo lời. Ông Thuận, sở dĩ xảy ra tình trạng có doanh nhân bất lương như bà Lan là do ở Việt Nam tổ chức bộ máy không hiệu quả, thiếu sự kiểm soát, phải có lực lượng nào đó có tiếng nói kiểm soát thì sẽ ngăn cản được những vụ việc như thế sớm hơn. Trong khi ở đây một người một chợ, ông Thuận nói, với ám chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam một mình nắm trong tay tất cả quyền lực, ông đơn cử như luật đất đai vừa rồi đã được Quốc hội sửa, nhưng không sửa quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý. Ông cho rằng Chính quy định này đã tạo kẻ hở cho những doanh nhân như bà Lan cấu kết với quan tham làm giàu. Nhà nước quản lý, vậy nhà nước là ai? Là mấy ông cầm quyền chứ ai? Là ủy ban nhân dân các cấp, là các sở ngành. Một khi các ông quyết định quy hoạch, thì đất nông nghiệp từ vài triệu một mét vuông bỗng tăng giá lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo de với bản tin, nghi vấn có ô dù rất lớn bao che cho Trương Mỹ Lan suốt 30 năm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của thời báo.de. Để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất, biên tập viên Bảo Ngọc vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, thời báo.de, Berlin, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.